Xin chào cô chú anh chị. Đầu video xin chúc cô chú anh chị thật là nhiều sức khỏe, may mắn và lúc nào cũng thành công trong cuộc sống. Xin giới thiệu với cô chú anh chị một bất động sản hai mặt tiền đường Lý Chiêu Hoàng thuộc phường 10 quận 6 đang có nhu cầu bán. Xin giới thiệu với cô chú anh chị với diện tích ngang 9.25, chiều dài 25m, kết cấu trệt 2 tầng, nhà cũ tiện mua xây dựng mới, khu không bị hạn chế xây cao tầng. Hiện trạng thì đang cho thuê, hướng chính là hướng Tây Nam và bên hông là hướng Đông Nam. Về pháp lý thì sổ hồng cá nhân đứng tên hoàn công đầy đủ, đang thế chấp ngân hàng. Và hiện tại tài sản này đang được chủ nhân chào bán là 18 tỷ, còn thương lượng trực tiếp với chủ tài sản. Cô chú anh chị quan tâm thì có thể liên hệ trực tiếp về số điện thoại 078 75 72158. Số điện thoại có Zalo và Viber để em gửi giấy tờ cũng như là trao đổi thêm thông tin đến cô chú anh chị.